Tựa game 7 viên ngọc rồng tuổi thơ đã quay trở lại, tặng 1 triệu ngọc xanh và hàng tỷ vàng khi tạo nick mới, thao mua sắm vật phẩm và trang bị cho hành trình mới. Game có các hoạt động săn boss, bang hội, ngọc rồng đen và rất nhiều chức năng mới lạ, cộng đồng lạnh mạnh, đầy đủ dân cày và người chơi mới. Truy cập ngay trang chủ Naro Blue để tải game của mình nhá. Nếu anh em có nhu cầu cần mua nick ngọc rồng Blue thì hãy lên ngay shopgameblue.com. Shopgameblue.com nạp thẻ không chứa chiết khấu. Ngoài ra khi nạp thẻ sẽ 100% nhận được thỏi vàng, cơ hội lên đến 500 thỏi. Nick vàng giá rẻ nhất thị trường, vòng quay gian đu 100% chúng. Anh em cần mua nick ngọc rồng Blue thì cứ lên ngay shopblue.com để ủng hộ mình nhá. Hello anh em, chào mừng các trở lại với channel của mình nhá. Thì mình vẫn là PC Gaming đây. Hôm nay thì mình làm một cái video nói chung là đi mở skin 2 con đệ tử nhá. Ở bên server Blue anh em ạ. Hiện tại thì nick của mình đang là mới úp được có gần hình như là nửa ngày thôi. Không đến nửa ngày đâu, tầm khoảng 2-3 tiếng ấy, hay là 3-4 tiếng thôi mà đã lên được 52 tỷ sức mạnh rồi. Và hình chắc là nếu mà cả tính cả úp đệ tử nữa thì tầm khoảng 4-5 tiếng nhá. Thì là được đệ tử hiện tại là 148 triệu sức mạnh rồi. Và sư phụ thì là 52 tỷ nhá. Cũng úp thì ở bên này úp rất là nhanh luôn. Và găng lưỡng long này thì là phải 150 triệu, 21 tỷ nó sức mạnh mới mặc được đúng không. Găng KO này là 160 triệu à, 600 triệu. Ok, thì ở đây mình đã chuẩn bị găng nói chung là đồ của mình thì rất là, đã chuẩn bị rất là nhiều rồi. Đây, quất P rất là cao này, và tiền sức mạnh nữa. Nói chung là cải trang này kia thì cực kỳ đầy đủ luôn. Toàn mình vẫn chưa đập kịp lên 7 sao ấy, kiểu đập nó mất thời gian lắm, đập cũng tốn vàng nữa mà cũng chưa lên được ấy. Nên là sau mình sẽ đập sau nhá. Bây giờ mình cứ đi úp đệ tử đã. Úp đệ tử thì thấy ba anh em bảo là úp đệ tử thì nó lên nhanh hơn. Ok, thì mình sẽ nghe lời anh em để đi úp đệ tử trước nhá. Đây, găng là đủ một set cho đệ tử rồi. Đúng không? Đệ tử thì nó không mặc được giáp luyện tập. Nếu mà mặc được giáp luyện tập thì mình cũng cho nó mặc đấy. Mới đủ, nói thế mà mặc được luôn cho đệ tử đây anh em. Ảo thật đấy. Bên này cái gì nó cũng có thể xảy ra được anh em ạ. Ảo thật sự luôn. Bây giờ mình sẽ từ từ để mình chỉnh cái này lên một chút nhé. Mình chỉnh cái này lên đây một chút. Đây. Ok. Được rồi. Bây giờ thì mình sẽ đi sang bên kia để mình mở skin luôn nha anh em. Để xem mà nó sẽ ra cái gì nha. Sang bên đảo Guru anh em ạ. Hy vọng. Hy vọng thì nó sẽ ra gọi là Kamezoko nha anh em. Kamezoko thì nâng cấp các thứ skin nó có vẻ gọi là easy, gọi là đỉnh của đỉnh luôn. Đây, bây giờ mình sẽ cho đệ tử thả ra phát là ra skin luôn anh em ạ. Đấy, ra luôn skin rồi, đấm một cái là ra rồi. Ok. Sao đây? Đợi tí đang làm nốt cái. Đây. 149 triệu rồi anh em ạ. 149 triệu 600 700 rồi. Đây là không có cờ nhá. Đây gì anh mang lên cho. 150 triệu. Atomic anh em ạ. Đây, đợi mình một tí nhá. Ok, thì mình quay trở lại đây. Vừa nãy thằng bạn mình nó gọi mình để lấy cái ít đồ ấy, đang nấu ăn anh em ạ. Nên là gọi để lấy đồ. Bây giờ mình quay trở lại nhá. Đệ tử hiện tại thì là Atomic anh em ạ. Thì bên này úp thì như nào cũng được thôi. Atomic thì mình cũng vẫn để nhá, bình thường nha anh em. Atomic thì cũng ok. May là không ra Masenko là ok rồi. Đúng không? Atomic ok. Atomic thì nó trưởng nó sẽ ít hơn, gọi là 1, 2, 3, 4, 5, 6 này. Trưởng thì nó sẽ ít hơn Kamezoko gọi là một chút thôi. Nhưng mà không thành vấn đề. Đồ của mình nó đã gọi là tạt vào được rất là nhiều rồi so với cái ấy rồi. Đây đúng không? Hiện tại thì con đệ tử của mình đang là 150 triệu. Và mình sẽ quay lại cao nguyên để mình thử úp nhá. Bây giờ mình mặc cái cải trang vào cho nó đỡ, trông nó đỡ phèn đúng không anh em? Nhìn cho nó, nhìn nó cứ lào ấy. Đây, đồ thì sư phụ thì rất là nhiều đồ. Đó. Đủ đồ cho sư phụ luôn. Rồi, mặc thêm cái giáp tập đó nữa để treo cho đệ tử úp luôn. Chắc là mình úp cho đệ tử lên luôn anh em ạ. Đấy, nhìn trông bảnh dai đúng không? Hiện tại thì mình bây giờ mình sẽ sang bên bên tương lai thì mình nghĩ là tầm này con đệ tử mình úp được không nhỉ? Với cái đồ này và HP tầm 68.000 là mình nghĩ là úp được rồi. Tại vì là quái ở bên đấy úp thì cũng khá là, gọi là kiểu quái bên đấy úp khá là yếu anh em ạ. Đây được cái thì bên này đi sang bên này rất là nhanh, không cần phải lót cái kiểu kia cũng như là. Đây từ từ đã, mình sẽ hợp cái bông tai vào trước nhá, cho đệ tử nó tránh. Mình tìm một chỗ nào úp cho nó hợp lý nhỉ. Đảo ba lê này. Cao nguyên đi, mình hay úp ở cao nguyên anh em ạ. Úp đây thì nhìn cái map nó thoải thoải này nó dễ. Rồi, ok. Bây giờ mình sẽ bỏ đệ tử ra này. Đệ tử thì đã mua bùa sẵn rồi, tại vì bên này nó chỉ bán bùa một tháng thôi. Tại vì ngọc thì không thiếu mà. Rồi, ok. Được có 140.000 một phát á. Phải không 140.000 nhỉ? Sao lại được 140.000 nhỉ? Mà sao nó không ca, nó không trưởng mà nó lại cứ đi đấm nhở. Với cả là đấm demon này với cả
trưởng không? Nó không trưởng nhỉ? Nó cứ nhảy ra nó đấm anh em ạ, mình chẳng hiểu kiểu gì luôn. Chưa hiểu lắm đấy, trưởng rồi này. Nhưng mà ông kia lại vip quá, ông đấm chết mất quái rồi. Chắc là mình sẽ sang khu 1 đi. Rồi. Một hit là được bao nhiêu? 250k anh em ạ. Quái ở đây thì úp được 120k một hit. Ok. Nhưng mà mỗi tội là không còn không có quái để úp thôi. Sao lại nhưng mà đệ tử úp lại ít tiềm năng ấy nhở? Sư phụ mình úp ấy tầm 100 triệu sức mạnh này, mình úp đồ với cả đồ này nhá. Đồ toàn là đồ tiềm sức mạnh thôi đúng không? Đó. Bây giờ là 160 triệu rồi, mình sẽ cho đệ tử mặc thêm mặc cái găng này nhá. Đây. Ơ. À cái găng KO này là 600 triệu cơ. Còn cái găng này thì là 1 tỷ 5. Ờ. Ok, hiểu rồi. Không sao anh em ạ. Nhưng mà bây giờ đầu tiên ấy là mình phải đi tìm một cái khu nào không người cơ, vắng vắng một chút này là có quái để cho mình úp cơ. Chứ bên này không có quái úp. Đây, mình sẽ đứng đây nhá. Được rồi, đứng đây thì đệ tử nó sẽ đánh hai con. Nhưng mà mình hiện tại mình đang online cái phiên bản này thì mình sợ không treo được anh em ạ. Ơi giời ơi chết tiệt, mình đang mở cái tự động luyện tập anh em ạ. Rồi đấm chiếc con đấy đi rồi dễ đánh. Ôi đệ tử chết luôn này. 170 triệu này úp cũng khá là nhanh nhưng mà. Hay là mình úp lại không nhở? Úp lại đệ tử không nhỉ? Tại vì đệ tử này đệ tử Anthemic thấy trưởng nó ít quá. Không trưởng được nhiều lắm anh em ạ. Nếu mà phải là Kamezoko thì phát đấy nó phải là tầm 500k tiềm năng một hit. Tại vì là cái Kamezoko ấy, cái trưởng của nó rất là mạnh luôn anh em ạ. Nó mạnh hơn cái kia nhiều lắm. Ừ, mình đang suy nghĩ anh em ạ. Để tí nữa suy nghĩ xong rồi mình xem thế nào nhá. Bây giờ mình sẽ đi qua kia để mình đập đồ đi. Ok, sang đập đồ một tí nhá. À, đi học skin anh em ạ. Tại vì là mình 50 tỷ rồi mà mình mới vẫn chưa học. Đây, mình còn tự phát nổ huyết sáo cũng như chói nữa. Mình chưa học 3 skin này. Đây. Chói là 1 này, 2 này, 3 này, 4 này, 5 này, 6 này, 7 này. 1. Thấy không? Hả? Thấy không? Ai mang lên đấy? 1, 2, 3. Hết ô trống luôn mà. Rồi. Ok. Chói cấp 1 này, chói cấp 2 này, chói cấp 3, 4, 5, 6, 7. Bên này thì mình học skin nó không gọi là. Với cả mấy cái skin này thì mình cũng không cần đến ấy. Mình chỉ cần đến cái đấm với cả là đấm garlic cũng như là khỉ thôi. Biến khỉ lên thì tăng được nhiều phần trăm hơn thôi. À sau rồi mình còn mở nội tại nữa. Hiện tại thì nội tại này mình đang úp ấy. Thế nên là mình vẫn để là 30%, 50, 5, từ 5, 35% chắc là sau mình sẽ mở đến kịch full 35% thì thôi nhá. Hoặc là mình sẽ mở ra là đấm mà là. Mà đấm thì mình quái thì mình vẫn đấm hai phát là nó chết rồi. Cần thì chắc là cũng chỉ cần tầm cái sức mạnh thôi. Đây mình sẽ còn huyết sáo cũng như là khi năng lượng nữa đúng không? Khi năng lượng hiện tại cấp 3, huyết sáo nữa là xong. Xong rồi. 2, 3, 4, 5, 6, 7. Và khi năng lượng cấp 3 đến 7 đúng không? Ok, vậy là đủ anh em ạ. Học xong skin rồi, tí nữa là mình chắc là mình sẽ đổi lại con đệ tử anh em ạ. Đổi lại đệ tử ha. Ngồi úp. Tại vì đệ tử ở bên này thì nói chung là úp rất là nhanh. Tầm khoảng 30 phút đến 1 tiếng thôi là mình lại mở skin 2 rồi. Ok, quyết định là đổi đệ tử nhá. Nhưng mà đầu tiên là mình phải tháo đồ ra đấy nhá. Anh em phải tháo đồ ra nhá, không lại quên. Nhiều lúc mình quên tháo không tháo đồ ấy. Đổi đệ tử phát mất cả đồ luôn, mất cả đệ tử mà lại mất cả đồ luôn anh em ạ. Trông hài hước thật sự luôn. Đây. Anthemic thì cũng được nhưng mà lúc đầu là mình cũng định là để Anthemic cũng ok. Một thời gian sau nghĩ lại thấy nó cứ thế là. Đệ tử thay ra này. Mình lấy con những con nào mà vị ai con này ok, chí mạng 5 giáp 48, sức đánh 70 luôn, đấm dragon luôn. Siêu ngon. Thơm ngon, mời bạn ăn nha. Tôi đây không chờ được nữa. Giờ tôi đớp liền. Ok. Cấp 7 này. Ơ chứ mua thừa rồi anh em ạ, đáng nhẽ chỉ là cần 6 cái thôi. Đây.
Đây rồi. Ok. Rồi bây giờ mình sẽ đi úp ở đâu nhở? 2k sức mạnh này thì mình nghĩ là mình sẽ bật cờ để mình sang bên này úp luôn. Mà không biết là bùa các thứ ấy, khi mà mình mua bùa ấy mà mình đổi đại tử này này thì bùa đại tử nó vẫn tính cho mình đúng không? Mình cũng không nhớ lắm. Ờ, vẫn tính cho mình. Tất cả bùa đây là đều ok hết rồi. Bốn mấy ngày, nghìn ngày nữa cơ. Nó cũng phải gọi là... À, bốn mấy ngày chứ, à, bao nhiêu? Bốn mấy nghìn giờ, quên mất là bốn mấy nghìn ngày thôi. Nó cũng phải là... gọi là bơ phạch. Đây, đại tử, đại tử ra đây rồi, mình sẽ úp vào đây nhanh em. Tấn công. Con đại tử này thì úp vào đây mình nghĩ là không chết được. 1k4 một hit à? Quái đánh nó thì trừ 1 thôi, cũng không trừ nhiều. 1k4 một hit. Ok, tí nữa 1 triệu năm sức mạnh thì úp nó về lên nhanh anh em ạ. 2-3k sức mạnh rồi. Ok, bây giờ mình sẽ treo ở đây. Nhưng mà con đại tử này thì nó cần nhiều động thần quá. Ok, bây giờ thì mình kết thúc clip thôi. Cảm ơn anh em rất là nhiều đã theo dõi video của mình nhá. Nếu anh em thấy hay ấy, nhớ để mình một like, đăng ký kênh và một cái chuông để video mới nhất của mình nhá. Cảm ơn rất là nhiều. Bye anh em. Hẹn lại anh em trong những video sau nha. Bye anh em.